Món quà nào gần đây chồng tặng mà vợ thích nhất? Nhẫn. Em biết vợ em thường thích trang sức. Mà cái nhẫn đó là tiền túi riêng của mình hay sao em? Tiền túi riêng của mình hay sao em? Dạ, cái này là quỹ riêng quỹ của đen em. Hả? Dạ. Nhờ món quà đó mình mới biết là ông này có quỹ đen. Là ông này có quỹ đen. Kể ra ba món quà ý nghĩa nhất mà chồng đã tặng cho vợ sau khi kết hôn: áo len, nhẫn, tiền. Nhẫn là lúc 8 tháng 3 rồi em mua tiền em chơi hụi mà hụi dấu. Trời ơi, có vụ chơi hụi mà hụi dấu nữa. Hụi dấu nữa. Hốt rồi, cái em nói là đó giờ tôi chưa tặng bà món quà nào mà giá trị, hôm nay tôi tặng bà. Hôm qua mình ghé cái quán cà phê thì em kêu cái gì để mình gọi đồ uống? Menu. Tiếng Việt em. Thích đơn. Rồi, chính xác. Bây giờ cái quán mà quán nhậu á, thường ta sẽ cho mình một cái món ăn cuối cùng á, là gọi là cái gì? Có hai từ. Tráng miệng. Trời, đúng rồi. Hay đi nhậu lắm phải không? Thế kể toàn tên quán nhậu không mà. Ngay cả cái từ tráng miệng á, em làm như chỉ có quán nhậu có món tráng miệng vậy đó. Em làm như chỉ có quán nhậu có món tráng miệng vậy đó. Hồi xưa mình thua cô ta làm sao? Chia sẻ bí quyết cho các bạn ông có thể nghe được không? Đó cô dở lắm, tại vì nhờ người chú cô giùm. Người chú cô giùm. Cái gì? Đi cô ghệ mà ông chú cô giùm là sao? Nghĩa là mai rồi. À là mai, rồi tới gặp cái là rung đinh rụng liền. Rung đinh rụng liền. Ở cho anh biết có tại sao lần đầu tiên mình mua đồ mình tặng vợ mình không mua một cái món gì đó, ví dụ như hoa nè, hoặc là nữ trang, những cái món đồ mà phụ nữ thích mà mua tivi tặng vậy? Thời trai trẻ em cũng có sự tính toán là em mua cái chiếc tivi á, em cố tình mua chiếc tivi cũ tại vì thời điểm nó chưa có điện thoại á, nên mình tặng bạn gái chiếc tivi cũ để là cái cớ để qua coi chung mà. Dạ, cuối tuần á em có cái cớ để em đến gặp bạn gái mà mình hỏi thăm xem cái chiếc tivi còn hoạt động được không vậy đó. Dạ đó cũng hiểu chứ. Xin chào các gia đình thân mến đã đến đây tham gia chương trình này, thật vui quá, trò chơi này rất hay. Vâng.